Zombie Apocalypse. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với DB Channel. Vâng, và hôm nay tôi đã quay trở lại để review cho các bạn một bộ sản phẩm, đó là Premium Deluxe Memory The Magnum and Boost Razer Buckle Set. Đó, thì là cái set này thì nó là cái bộ bản Memory Tour mới bán được ra vào ngày không phải được bán ra, mà là chuẩn hơn nó đã được trả hàng vào ngày nó bảo là trả hàng là vào ngày 19 tháng 1, nhưng mà thực chất ý, là phải khoảng 20 hàng mới về đến tay của tôi. Thì là hôm nay thì nói thật ra thì tôi cũng muốn mượn đồ của một bạn nào đấy để tôi làm review, nhưng mà thôi, tôi phải đợi đến cái bộ tôi về tôi làm cho nó mượt mà với cả cho nó cảm xúc, bởi vì đồ của mình lúc nào cũng sẽ hơn là đồ đi mượn đấy. Đi mượn là mình cứ phải kiểu có phải sử dụng nó phải khéo léo ấy. Đó thì thôi, bỏ qua việc đấy thì đây chính là mặt trước của bộ sản phẩm này. Thì mặt trước thì chúng ta sẽ có hình dạng Magnum này. Đó, và đằng sau chúng ta sẽ có hình dạng là Boost. Đó, thì là hai cái Razer Buckle này là bản Memory Tool. Thì là bản Memory Tool thì nó tất nhiên rồi, nó sẽ có các khá thứ cải tiến. Thì nếu như các bạn nào đã biết rồi thì cũng được thôi. Nhưng mà còn bạn nào chưa biết thì hôm nay tôi sẽ giải quyết cho các bạn về cái phần thắc mắc đó. Và thôi, để bắt đầu video nào. Vâng, sau khi mở bộ sản phẩm thì đây chính là hai chiếc Razer Buckle của chúng ta. Thì là chiếc Razer Buckle bản Memory Tool đây, các bạn có thể nhìn thấy luôn, to thực sự. Nó phải thiết kế đâu đấy, nó phải gần như gọi là hàng giống y hệt như ở trên phim ấy. Vì cái phần đây này, đây ở đây tôi có thể so sánh luôn cho các bạn luôn, là đây ở phiên bản Deluxe đấy, đấy, chúng ta có thể thấy ở đây trông rất là nhỏ gọn, ngắn ngủn, nhưng mà trên bản Memory Tool đấy các bạn có thể thấy uầy, nó dài thực sự luôn. Cái kiểu phiên bản này kiểu để cho người lớn cầm ấy đấy. Còn ở trên bản Deluxe thì tôi lại phải cầm nó hơi kiểu nó hơi nhỏ nhỏ một tí, tôi phải cầm nó như này đó. Còn nếu như mà ở trên bản Memory Tool ấy đấy, thì đây tôi có thể cầm như thế này luôn đó, để cho nó gọi là ôi, nó, cái thứ nhất là nó vừa vặn với cái tay, và nó cái thứ hai nó cũng sẽ dài hơn so với bản Deluxe. Và đặc biệt hơn nữa là ở trên bản Memory Tool thì nó sẽ có cải tiến hơn về phần âm thanh, âm thoại gì đấy. Thì đó đây chính là về chiếc Razer Buckle Boost này. Đó, thì tôi sẽ để bản Memory Tool với cả bản Deluxe ở đây. Đó, còn đây là Razer Buckle Magnum. Đó, thì đây các bạn có thể thấy đây chính là Memory Tool này, và đây chính là Deluxe này. Đó, thì các bạn thấy sao? Đó, thì tôi nhá, như theo tôi thấy đánh giá thì tôi tất nhiên rồi, cái bản Memory Tool thì lúc nào nó sẽ là chất lượng nó sẽ cao hơn so với cái bản gọi là bản Deluxe. Đó, thì đây các bạn có thể nhìn về hai cái thanh này này. Đó, thì tất nhiên bản Memory Tool nó sẽ phải dài hơn để cho nó sát phim nhất, thực sự giống sát nhất có thể rồi. Đó, thì đấy chính là tất cả những gì mà tôi có thể so sánh được cho các bạn xem giữa hai cái bức Memory Tool với cả bức Deluxe. Đó, và ở trên hai cái bức Memory Tool này, nếu như bạn nào đã xem video test âm thanh của tôi rồi thì tôi đã test tất cả các âm thanh của nó ở trên chiếc Design Driver này rồi. Thì hôm nay tôi sẽ chỉ phân tích chi tiết thôi. Đó, thì thôi, và tôi sẽ phân tích chi tiết hai con Razer Buckle này. Vâng, cái đầu tiên tôi sẽ review cho các bạn đó chính là Boost Buckle. Đó, thì theo như tôi được biết, tinh túy nó sẽ nằm hết ở trên chiếc Boost Buckle này. Thì là cái Boost Buckle này ở trên bản Memory Tool này nó đã được cải tiến thêm âm thanh. Thì tất nhiên nó sẽ có âm thanh mà triệu hồi Boost Striker. Đó, đây là âm thanh triệu hồi của Boost Striker mà rất nhiều người đã mong chờ từ rất là lâu rồi. Từ những cái tập đầu tiên của kit mà đến khi chúng ta mua cái bản Design Driver này, thì ở lên trên bản Deluxe này nó không có. Đó, thì là ở trên cái bản Deluxe này thì nó chỉ có một, nó không có cái gì cả, nó chỉ có gọi là chơi kèm cùng với chiếc Design Driver rồi, và âm thanh nó cũng đó. Thì là khi mà đã được lên bản Memory Tool rồi đó, thì âm thanh nó đã được thích hợp thêm triệu hồi Boost Striker và thêm những cái âm thanh như thế này.
Đó, mà nó đã có cái âm thanh như thế. Và thêm nữa này. Đó, đây là âm thanh ước nguyện khi một rider chiến thắng ở trong một giải Desai Grand Prix nào đấy. Khi mà đã thành thần tham vọng thì âm thanh ước nguyện nó sẽ được vang lên. Nó gọi là ước nguyện đã được chấp thuận. Đó, kiểu kiểu như vậy. Đó, thì đây, chiếc ở trên Boost Striker này, à trên Boost Race Buckle Boost này, thì tất nhiên nó cũng sẽ có thoại thôi. Đây, cái nút thoại nó sẽ nằm ở đây. Thì là vì sao tôi đã bảo nó là tinh túy? Bởi vì là ở trên chiếc Race Buckle này nó sẽ có cả thoại của cả bốn nhân vật luôn. Đó, bốn nhân vật chính của chúng ta luôn. Đây. Đó. Đây là của Kid nha. Đó, và ấn giữ thêm lần nữa này. Và đó, nó sẽ là trở về âm thanh boost như bình thường. Còn nếu như mà tôi giữ về trở, để trở về âm thanh của Kid thì lại phải giữ thôi. Đó, thì khi mà giữ đấy thì nó sẽ là giữ, nó sẽ là chuyển chế độ. Còn như nếu như mà bấm ý, thì nó sẽ là vào thoại luôn. Đó, còn nếu như mà chúng ta giữ như thế này này, nó sẽ đổi thành âm thanh. Đó, tức là nó đổi sang tiếng của nhân vật khác thôi. Đó, còn nếu như mà sau khi chúng ta đã đổi sang của nhân vật khác rồi, chúng ta bấm thêm phát này. Đó. Đó, thì trên chiếc Boost Buckle này, vì sao tôi lại bảo nó là tinh túy? Bởi vì tôi nghĩ nhá, nó sẽ thích hợp chơi với chiếc các bản Memory Tool khác. Bởi vì ở đây tôi đã thấy nó đã có được có thoại của cả bốn nhân vật chính. Đó, thì là tinh túy, lúc nào ở trên cũng nằm ở trên chiếc Boost Buckle. Ở trên phim chính là át chủ bài, thì ở ngoài đời thật ở bản Memory Tool này là tinh túy, chất lượng hàng đầu, vĩnh viễn là số 1. Đó, giải quyết rất là nhanh gọn. Đó. Tôi mong ở trong tương lai nào đấy, một tương lai không xa nào đấy, thì nó sẽ có được bản Boost Memory Tool Boost Mark 2 với cả Boost Mark 3 đó. Nhưng mà nó lại phải là bản Memory Tool nhá. Đó, bởi vì khi mà nó đã được lên bản Memory Tool thì âm thanh nó sẽ gọi là khá là, nó là chất lượng hơn so với bản Deluxe. Đó, thì thôi, đấy là về chiếc Race Buckle Boost. Đó, thì tôi sẽ để nó ở đây. Và tiếp theo tôi sẽ review tiếp cho các bạn chiếc Race Buckle Magnum. Thì là ở trên chiếc Race Buckle Magnum thì tất nhiên nó sẽ không có thoại của nhân vật của ba nhân vật còn lại. Bởi vì chiếc Magnum này gần như là của Kid sử dụng, thì nó sẽ có ở đâu đấy là khoảng 55 tuyến thoại của Yu-Gi-Oh! Ace. Đó, thì là đây, đây chính là đang ở trên bản bình thường đây Thủy. Đó, đây là chế độ khi chúng ta vào thẳng để chơi với tiếng Memory Tool luôn. Thì là đây, ở trên cái tiếng, ở trên cái tuyến tuyến thoại của này này. Đó, thì ở chế độ này, nói thẳng luôn, ở cái chế độ này thì nó chỉ có đâu đấy khoảng 50 thoại thôi. Và khi đổi sang chế độ của tập cuối cùng ấy, đây. Đó, thì nó sẽ có thêm 5 thoại nữa. Đó, đây là đúng cái thoại của những tập cuối cùng chưa? Đó. Thì là tất nhiên rồi. Ở trên bản Memory Tool này thì tất nhiên thì cái chất lượng ấy, nó đã làm cải tiến hơn so với bản Deluxe. Đấy, thì là về cái bản lề xoay ở đây này. Đó. Mượt hơn, tôi khẳng định luôn là nó mượt hơn bản Deluxe. Đó, nó sẽ mượt hơn bản Deluxe. Đây, đây chính là bản Deluxe. Đó, kêu nó kêu tiếng nó hơi bị gượng, nhưng mà đã lên bản Memory Tool rồi. Đó, đó, nếu như các bạn thích chơi có âm thanh thì các bạn có thể xoay như vậy. Thì nó vẫn cho ra là âm thanh ước nguyện. Đó. Hoặc là nó vẫn có thể cho ra những âm thanh như bình thường, như là
thì nói chung là nó phải vào đúng cái điểm lẫy của nó ấy. Đây đây, phải vào đúng cái điểm lẫy này. Đó, phải vào đúng cái điểm lẫy của nó thì nó mới cho ra âm thanh. Còn nếu như mà đấy không đúng cái điểm lẫy thì nó cũng chỉ cạch 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 như vậy thôi. Đó. Còn nhá, nếu như các bạn không thích kiểu mà không thích kiểu mà xoay như vậy ấy, thì đây có thể bấm thẳng luôn vào đây này. Đó. Đó. Thì tất nhiên rồi, ở trên bản Memory Tool này, ở trên hai chiếc Ray Sparkle này thì tất nhiên là sẽ có, nó đều có cái âm thanh ước nguyện khi chúng ta chiến thắng một giải đấu. Còn ở trên những chiếc Memory Tool sắp tới của ba nhân vật còn lại trong tương lai, tôi nghĩ là nó cũng sẽ có thôi. Bởi vì là nếu như các bạn chịu để ý ở trên phim thì gần như là hình như có mỗi Nago chưa đạt được thế giới như mong muốn của chính mình. Còn nếu như ở trên phim nhá, thì Kiss này, Tycoon với cả Buffa, ba người họ đã đạt được ước nguyện của mình ở trên phim rồi. Đấy, nếu như các bạn nào đã để ý, các bạn xem phim thì chắc biết đó. Thì nó sẽ có từng cái giai đoạn một đấy, thì từng cái giai đoạn đấy là nó sẽ nó đều là ước nguyện của mỗi người đó, kiểu như vậy. Thì cái vấn đề đấy là các bạn có thể xem ở trên phim để nó sẽ chi tiết hơn. Khi tôi kể nó hơi lại dài dòng, nó lại hơi dài so với chiếc video này đó. Thì tất nhiên rồi, khi mà chiếc Ray Sparkle này ở bản Memory Tool thì nếu mà khi mà đã chơi với chiếc Design Driver đây, để tôi lấy chiếc Design Driver ra đây, đây là chiếc Design Driver của tôi. Thì đây tôi sẽ chơi thử cho các bạn xem luôn. Đây, trước hết là tôi sẽ chơi với chiếc Magnum này trước nhá. Đó. Thì đây. Đây, thì tất nhiên rồi, đã là Memory Tool thì phải là có đầy đủ âm thanh. Đây, âm thanh búng tay như này. Đó. Nó sẽ là. Đó. Đây chính là âm thanh bình thường đó. Nói thẳng luôn là đây là âm thanh của Derac. Còn nếu như các bạn thích chơi âm thanh của Memory Tool đúng không, đây tôi cồng kềnh thì tháo ra đó. Khi nó đã vào M3 rồi đó, thì đây các bạn nghe âm thanh nhé, các bạn nghe âm thanh này để cảm nhận được sự khác biệt. Lắm nó vào cái. Đó, các bạn thấy sự khác biệt chưa? Nếu như mà chơi của âm thanh trên của Memory Tool ấy thì nó sẽ có âm thanh gọi là đấy, nó bung giáp ra đấy, xong rồi nó lắp lên người đấy. Nhưng mà các bạn nào xem phim chắc đã biết rồi. Còn nếu như mà âm thanh đấy như âm thanh nó chỉ có mỗi tiếng giống y hệt như Derac đấy, đấy thì các bạn có thể xem lại. Còn chế độ để chỉnh ấy, thì đây thì các bạn có thể giữ này, đây là chế độ của Memory Tool này, đây là chế độ tập cuối cùng này. Đó. Và đây là chế độ của âm thanh đó, đó. Cái tiếng Magnum này là chính là âm thanh của Derac đó. Thì là đây, để tôi để về cho nó âm thanh của Memory Tool đi đó, bởi vì chúng ta đang review Memory Tool đó. Thì là tiếp theo tất nhiên rồi, vẫn là chiếc Boost Buckle đó. Thì là trên chiếc Boost Buckle này thì tất nhiên chúng ta sẽ có âm thanh chơi của Derac và âm thanh của chơi của Memory Tool. Lúc đấy hình như là tôi đang để ở chế độ âm thanh Derac. Đây, tôi cho các bạn xem luôn. Và tất nhiên là ở trên âm thanh của Boost Memory Tool nó vẫn có chế độ đứng tay. Cái nút rồi. Cái nút. À đây, cái nút rồi. Mình kiếm hơi khó thì.
À, đây là âm thanh của Kakun. Nó vẫn có cái âm thanh gọi là nó bung rác ra, nhưng mà nó hơi lạc chủ đề tí các bạn ạ. Để tôi chỉnh về đúng chế độ của Kip. Giờ biết rồi. Đó, đây cái chữ boost. Đó, chế độ boost này, thế là âm thanh nó sẽ giống y hệt như đây đó. Đó, thì theo như các bạn đã biết rồi, thì là nếu như mà các bạn chơi ở các âm thanh của các nhân vật khác ấy, trên chiếc Ray Sparker Boost này, thì nó sẽ cho ra như những người khác thì nó sẽ là Henshin luôn. Còn nhưng mà của Kip thì nó lại hơi kiểu hơi dài dòng văn tự tí, mà nó phải hợp có cái tiếng búng tay này một tí. Đó, thì đây là chính là âm thanh của Derek khi chơi ở trên bản Memorito. Còn nếu như là các bạn thích chơi âm thanh của Memorito ở trên Memorito thì tất nhiên là phải giữ phát. Nói chung thì là ở trên chiếc Boost Buckle này, thì là nếu như mà các bạn thích chơi âm thanh của Memorito trên Memorito, trong Memorito không phải là âm thanh của Memorito trong D-Duck ấy, thì là cứ nhân vật, cứ thoại của nhân vật là sẽ là cho ra âm thanh bùng rác. Đó, như là như lúc đấy là của Tycoon các bạn nghe rồi. Đó, còn bây giờ trở về với Kid này. Là như lúc ấy tôi đã nói rồi, vì sao nó lại là tinh túy, vì sao chiếc Boost Ray Sparkle này nó lại là tinh túy ở trên bộ Memorito, thì đây các bạn biết chiêu tất sát của Kit rồi đúng không, là phải vặn hai lần đấy, các bạn nghe nhá. Đây là âm thanh của Kit, của Kit nhá, khi sử dụng cùng với chiếc Ray Sparkle. Đó. Còn nếu như chúng ta đổi kiểu như nào nhỉ? Đổi sang chế độ của Tycoon đi. Đó. Đó. Đó, thì là thôi, tôi không cần thay ID qua đâu, bởi vì chúng ta đang thấy âm thanh, thế nên là đặt luôn vào đi cho nó nhanh. Đấy. Tycoon là không có búng tay đúng không? Nghe nhé. Đó. Và chiều tất sát. Đó, các bạn nghe thấy âm thanh khác không? Âm thanh cực kỳ khác luôn. Đó, khác hơn so với ở chế độ của Kit đúng không? Đó, thì tất nhiên rồi, ở những cái chế độ của Nago với cả của Bấp Phà thì âm thanh nó cũng sẽ cho ra là như vậy thôi. Đó, thì âm thanh kiểu khi mà chơi với chiếc bút này thì âm thanh của các nhân, khi mà chơi ở chế độ các nhân vật khác thì âm thanh tất sát thì tất nhiên nó sẽ phải khác hơn so với âm thanh của Kit. Đó, thì là thôi,
Thì là sau khi mà đã test được âm thanh các kiểu đại điểu như vậy rồi, đó, thì chúng ta quyết định đi đến sự kết hợp của cả hai chiếc Ray Sparkle, đó là như các bạn đã biết. Thì đây, chúng ta bắt đầu thôi nhỉ. Từ từ tôi phải chuyển cho nó đúng vào. Đó, thì là sau khi sức mạnh của Git đã được tập hợp tại đây, chúng ta sẽ bắt đầu test âm thanh. Búng tay cả. Sau khi chơi một hồi thì chúng ta sẽ phát hiện ra được lỗi nó nằm ở đâu. Và khi chiếc boost này tôi xoay nó không ra tiếng. Đó. Mà nó lại thì như lúc đấy nó lại bắn ra tiếng gọi là bung giáp luôn thế nào ở kia. Đó. Nhưng mà nói chung là nó cũng được thôi, nhưng mà thôi nó cũng khá là ok. Nhưng mà còn một đặc điểm nữa ở trên chiếc Ray Sparkle Boost ý, là như các bạn đã xem đúng không? Ray Sparkle Boost ở mỗi F là hình như là chỉ sử dụng được một lần thôi sao ấy. Đây. Giữ. Đó, khi nào mà cho ra âm thanh như này, các bạn tháo chiếc Boost Ray Sparkle này ra. Đó, thì là như đúng như âm thanh là chiếc Boost Ray Sparkle nó sẽ bay đi đấy, và biến mất. Và lần sau khi được các supporter tặng thì mới được sử dụng lại. Đó, thì là rất là chi tiết đúng không? Tôi thấy nó khá là rất là chi tiết ở trên chiếc memory tàu này. Đó, còn một điều nữa thì chúng ta cần phải làm, đó chính là âm thanh của tập cuối cùng. Đó. Đó, thì âm thanh của tập cuối cùng này thì là nó phải đồng đều cả hai boost. Nếu như các bạn không chơi đồng đều mà các bạn chỉnh sang chế độ gọi là của tập cuối cùng rồi, mà các bạn chỉ có chơi một mình chiếc Magnum này thôi ấy, thì nó sẽ như thế này này. Chỉ cho ra cái âm thanh như vậy thôi, nó không có for desire. Còn nếu chúng ta chơi đồng đều đó thì nó sẽ không chỉ có mỗi ra âm thanh như kiểu là như chiếc Magnum chơi bình thường nữa. Thì ở đây đắm. Nhưng mà nhá, ở âm thanh của tập cuối ấy, thì là cái tiếng bung giáp ở bên chiếc Ray Sparkle Magnum này nó không có ra, mà nó chỉ ra chiếc bung giáp ở chiếc bên chiếc Boost Sparkle này thôi. Đó, thì là tất nhiên âm thanh của tập cuối cùng thì nó sẽ kèm theo thoại ấy. Đấy. Đó, thì là ở trên chiếc race hai cái chiếc buckle này thì các bạn có thể gắn kèm với trên chiếc driver để chơi với thoại cũng được, hoặc là các bạn có thể tháo ra và các bạn có thể tháo ra
và các bạn ngồi bấm bấm thoại ở đây thì cũng là được thôi. Đó, thì là ở trên âm thanh của tập cuối cùng thì nó cũng chả có gì đặc sắc ấy. Nó chỉ có gọi là âm thanh gọi là Ready Facts for Desire. Đó. Đấy, nó chỉ có vậy thôi. Đấy, thì như tôi đã bảo rồi, nếu mà chơi đơn lẻ ở chế độ của tập cuối cùng ấy thì nó sẽ cho âm thanh nó kiểu nó bình thường. Nó chỉ cho cái ra âm thanh như kiểu là mắc nằm bình thường thôi. Còn nếu như mà chơi kèm với chiếc boost buckle này này. Đó, chơi kèm với chiếc boost buckle thì nó sẽ cho ra là có cái dài. Ready Fight for Desire. Vâng, đấy chính là tất cả những gì có ở trên chiếc hai cái chiếc Raise Buckle Magnum và Boost Raise Buckle này. Thì là thôi, tổng kết lại thì như tôi đã bảo rồi, tinh túy lúc nào cũng vậy. Tuy là át chủ bài trên phim nhưng mà tinh túy vẫn là nằm ở đây. Chiếc Boost Buckle được thích hợp của cả bốn nhân vật chính, kèm theo đó là bốn chế độ tất sắc khác nhau. Vì là vì là thời lượng của video nó chỉ có hạn thôi, mà tôi cảm giác đến cái các bạn xem đến cái thời điểm này là nó cũng khá là dài rồi, thế nên là tôi sẽ kết thúc cái video tại đây thôi. Đó, thì là khoảng tháng 2 sắp tới thì là cái bộ memory tổ của Tycoon Nago với cả của Buffa nó sẽ được trả hàng, thì lúc đấy là tôi sẽ lấy chiếc Boost Buckle này ra để test âm thanh cho các bạn, để cho nó chi tiết hơn một tí. Còn hiện tại là mới tháng 1 mới có trả hàng của Memory Tool Magnum and Boost Raise Buckle thôi. Đó, thì là ở trên chiếc Raise Buckle Boost đó, âm thanh đã được cải thiện, có 4 thoại của nhân vật chính và 4 chiêu tất sắc khác nhau đó, và có cả âm thanh chuyển đổi của Derek trên Memory Tool. Còn bạn nào không thích âm thanh chuyển đổi của Derek trên Memory Tool mà thích âm thanh của Memory Tool trên Memory Tool thì cứ thoại mà chơi. Đó. Đó là chiếc về chiếc Boost Raise Buckle. Còn về chiếc Magnum đấy, thì tuy nó chỉ là sản phẩm ID của Kid, nó chỉ có thoại của Kid, nhưng về phần bản lề đó đã được chỉnh sửa và đã được gọi là thích hợp thêm thoại à đã được thích hợp thêm thoại và được thích hợp thêm đó, âm thanh ước nguyện với cả âm thanh đó, và âm thanh của tiếng của chiếc Magnum này đó, bản lề đã được gọi là được tinh chỉnh để cho nó xịn hơn một tí. Đó, thế thôi. Thì xịn hơn chiếc Derek. Đó, thế thôi. Còn đấy chính là tất cả những gì có ở trên chiếc video này. Đó, thì là bản Memory Tool này. Đó, thì tôi cũng rất là thích nó. Đó, bởi vì tuy nó được trả hàng vào năm 2024. Đó, con hàng đầu tiên của Pim Bán Đại vào năm 2024 đó, nhưng mà tôi cũng khá là thích nó. Nếu mà để xét về số điểm cần thiết thì 10 điểm đó. Bởi vì 10 điểm vì sao? Tinh túy ở trên chiếc Boost Ray Buckle này nó nằm hết ở đây. Tinh túy, đó, tôi đã bảo rồi, át chủ bài trên phim. Và cũng là tinh túy ở ngoài đời thật, nhưng mà ở bản Memory Tool đấy nhá. Còn Derek thì không có gì đặc sắc mấy. Đó, thế thôi. Thì video của ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Thì như các bạn thấy hay thì nhớ like, subscribe cho kênh của tôi. Còn bây giờ thì bye bye.